Hello, chào cả nhà. Hôm nay ở Cali là một ngày trời rất là nắng nóng và hiện tại thì chính Nga đang phải ra đường, không biết để làm gì không. Đi đổi bằng lái, đi đổi driver license hết hạn rồi. Mà nghe nói bữa giờ mà là họ đi đổi bằng họ deadline dài dữ lắm. Hôm nay Nga cũng ráng đi trưa xế trưa ra coi làm sao thì thấy sau lưng mình đó, trước mặt mình deadline cũng khoảng hơn lắm rồi, đi mãi cũng mới có một cái parking. Thì tư trang mà mình đi vô mình đổi thì mình cũng phải đeo khẩu trang như vậy. Trước khi quay nói cái thì mình không đeo, giờ mình phải dắt cái khẩu trang vô vô trong này. Rồi trời thì rất là nắng nên là Nga rất là thủ nhiều thứ để mang theo, ví dụ như phải mang theo cái nón lá bài thơ đó. Dân Mỹ nhưng mà đi đâu cũng na nón lá theo, là tại vì quý vị biết sao không? Nón lá nó đại diện cho khỏi cầm dù á, mình không có cầm được máy quay nên đội nón cho đỡ nắng. Cứ nghĩ ngoài này đông người lắm nên đội ra cái nón gì đâu quý vị. Đó, đi vô giờ đi vô đi xin cái driver license. Nắng quá quý vị ơi, nắng nóng lắm rồi, đông người lắm rồi, tám vạn ngàn người đang đứng ở đây. Giờ để lát nữa thứ Nga sẽ vô quay để coi biết là ở trong cái DMV mà người ta đổ bằng lái thì như thế nào nha. Vô tới đây rồi phải điền trên cái máy để mình trên cái bằng lái của mình như vậy. Sau khi điền đơn rồi quý vị thì họ phát ra cái tờ giấy, cái number để ngồi chờ để mình vào mình lấy cái driver license của mình á. Mình chụp hình thôi thì phải chắc một tuần sau họ gửi về nhà. Nhưng mà ở đây DMV nó rất là đông người mà họ rất là tính toán, rất là hay nha quý vị. Họ tạo khoảng cách để họ làm việc chứ không có cho ai đứng gần ai. Nãy giờ ngồi đây chờ để đổi cái bằng lái một tiếng mấy là đi vòng vòng ta bà uống trà sữa nè, rồi còn đi shopping được đúng không vậy, đi mua sắm một mớ các kiểu hoành lại đây, vẫn còn tới 60 người nữa mới tới mình luôn, dễ sợ thiệt. Đi từ cái lúc trăm mấy mà lên tới 200 rồi mà về tới đây là vẫn còn phải chờ tiếp nữa, khổ ghê vậy đó. Thôi giờ trước khi mà mình trong lúc chờ đợi mình nghe cái bài hát của mình hát để mình tự khen, mình tự mình review cái MV của mình đi quý vị ơi. Nãy đang hát nghêu ngao ngồi hát, có cái chị Việt Nam chỉ đi ngang qua chỉ nghe xong chỉ lật đật cái nó, ủa Thúy Nga hả, Thúy Nga hát hay quá. Cái bị sượng sượng cái này, chị đang đứng đây nè. Sao chị, bữa nay chị đi chị thấy em hát sao chị? Hát hay phải không chị? Bà đúng là ở Mỹ chị thấy không, muốn hát hát, muốn là không ông ngoài nói gì mình, chị ngồi xuống chơi đi chị, hát tiếp đi con. Dạ đó, cái chị đứng chị hỏi chuyện cái rồi xong cái không có hát lại được, bây giờ lại tiếp tục chờ thì hát đi cái nè. Cái này sản phẩm của em là hôm nay đăng trên YouTube với chị, để tối nay về lát. Dạ chiều nay 4 giờ đăng là 2 giờ sáng của Mỹ thì ngày mai chị coi cũng được. Cái bài này là Hoài Lâm đang hát rất là hot. Hoài Lâm từ gì? Dạ rồi xong mà cái Hoài Lâm cũng đang rất hát bài bài gì cũng đang nghe nó hát hoài. Chị là con trai đi bằng lái hả? Dạ. Ở đây con nít đó 15 tuổi rưỡi là được đi bằng lái xe rồi quý vị. Vậy là con gái của Thúy Nga là còn mấy năm nữa là nó đưa mẹ đi được. Khỏe rồi. Dạ. Đang tự coi sản phẩm. Không nhận ha. Người với trong hình MV không có liên quan luôn. Trong MV đẹp quá ha. Gái quá. Không có chị, trong MV đẹp hơn. Thích nhìn ngoài thôi. Hoài Lâm quá, hát bài này hay. Vậy hả? Đó, nó mới hát mấy bài, bài nào nghe cũng hay. Dạ, năm bài. Trời ơi, chị nghe hết luôn hả? Yes. Đó. Đó mà.
Đây nè, em đang cover lại bài này của Hoài Lâm nè. Chị nhớ về nghe nha. Chị coi thử em thưởng thức bằng Lâm không? Các em không thưởng thức bằng đâu, tại Lâm. Đó là Lâm. Trời ơi, có người trả lời sẵn luôn, chắc không. Tại hài đó, hát gì được rồi chị ơi. Vậy là đủ rồi. À. Càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây. Mà cái bài này hay chị ha. Cái nội dung đó, nó hợp với cái tâm trạng của Lâm lúc này đó. Dạ thì nó mới ý, nó mới hát hay đó. Giờ em phải kiếm người nào em chia tay em hát mới hay. Tại vì cũng có người nào để chia tay hết nên cũng có tâm trạng. Em mới vừa quay cách đây 1-2 ngày à, mới vừa dựng xong, hôm nay mới post mà Lâm nó lên bài mới rồi. Lâm nó lên tới bài mới rồi mà em giờ mới làm đây nè. Hai đời à, cái bản hòa âm này thì cũng từ Việt Nam của bên của nhóm Hoài Lâm làm luôn. Em lấy ra em làm luôn. Lại chắc có chứ chị, là Hoài Lâm sẽ đi hát lại. Anh mới nổi anh kịp liền luôn. Thực sự là cậu còn trẻ quá, nó có nhiều cái chính xác. Cái năm đó của Nga nhiêu? Của em là tới 287. Trời ơi xa lắm, lâu lắm luôn. Thì em còn tới mấy chục người. Đó, hôm nay là em ngồi đây để em nói về cái MV của em. Nhưng mà là chị này chỉ quá ái mộ Hoài Lâm nên chỉ bàn về rất là nhiều về Hoài Lâm nha. Hoài Lâm bây giờ là rất là được nhiều khán giả yêu thương vì cái sự quay trở lại của cậu ấy. Thật sự là em nghe cái bài đó của cậu em mê lắm. Nghe hát mà tình cảm mà da diết mà nó hát từng cái nốt chữ, nó nhả chữ. Thấy rất là hay mà nó sâu lắng hay chị ha. Nó nổi sớm á chị. Nó thiếu cái control về bản thân. Nó cái tôi của nó chưa có định hình nó được. Nhưng mà ở đời nó vậy chị ơi, khi mà con người ta va vấp á thì người ta sẽ trưởng thành. Khi mà người ta chưa có va vấp á thì người ta chỉ sợ là cái tuổi, khi mình năm nay nó nghĩ là nó muốn tuổi mấy, năm nay 25 rồi, chị. Chị sợ nó khó vượt qua. Vượt được, còn trẻ quá mà. Hoài Lâm còn quá trẻ chị ơi. Cố gắng cho con. Cố gắng cho con. Đó. Chị Hương có hai thằng con trai rồi, con thấy nó cưng lắm. Vậy hả? Yeah. Chị có hai đứa con trai hả? Hai cậu con trai. Hôm nay coi như là cậu chương trình là em đi đổ bằng lái xe, coi như là sẵn dịp đây là chúng ta đã bàn về ca sĩ Hoài Lâm. Thay vì là bàn về cái chương trình em đi thi đổ bằng lái ra sao thì chút xíu quay tiếp đi, bây giờ ngồi chờ đợi. Chúng ta sẽ quay và lắng nghe khán giả họ nói gì về Hoài Lâm nha quý vị. Hoài Lâm ơi, cố gắng con ơi. Cố gắng con ơi nha Hoài Lâm. Cố gắng nha Hoài Lâm cưng ơi. Đó, ai cũng quý hết, thấy chưa? Khán giả Mỹ ta cũng quý không? Chị Thúy Nga ngồi đây chùm hổm đây nè. Ngồi là đó là để mà cho mọi người nói chuyện về Hoài Lâm nha. Trong lúc chờ đợi mà để đi vô thi đổi cái bằng lái. Ai cũng phải có lầm lỡ. Ai cũng có lầm lỡ, ai cũng có sai sót. Con người ta có va vấp thì người ta mới có sự sâu sắc và người ta phải có trưởng thành. Có người nào khôn thì chỉ cho phép mình va vấp một hoặc hai lần hoặc at least không là ba lần thôi trong cuộc đời là những cái sai sót lớn. Còn nếu mà cứ để sai sót dài dài thì mình đừng có trách là tại sao mình nghiệp, mà mình gọi là mình thiếu cái trí tuệ, mình thiếu cái tỉnh táo. Dạ, đó bé đó giống em. Dạ, nó vui lắm. Thích quá à. Nó như Hàn Quốc vậy đó chị. Ừ đúng rồi. Như Korea. Cái gì nó diễn với con ai mà con trai á. Con Lâm Vĩ Dạ gì.
gì. À đúng rồi. Cái clip nó ngủ mà giờ ai cũng hỏi hết trơn á. Trời chết luôn. Gặp ai nó trời ơi sao mà nó ngủ mà sao không để cho nó ngủ đi mà còn đánh nó làm chi vậy. Có đánh gì đâu, phạt không mà chị ơi. Mà nó clip nó lên mà hot quá chị, hot luôn. Vui á. Cái clip đó bây giờ là cũng gần 10 triệu lượt người coi rồi đó. Mà cái đó ở lúc đó là diễn ở đâu, Việt Nam hả? À, lúc đó là ở Việt Nam, ừ. Người ta mấy cái cửa hàng thời trang á mời đem dắt về hả, đem dạ, về lúc đó mùa hè cho nó về chơi đó, không cho nó đi đi chụp hình chụp ảnh với mấy bạn bè, mà kiểu nó mới nó cũng ngại á chị, nó kiểu nó cái kiểu nó không có quen á, là nó không có dám tiếp xúc, dám tiếp xúc thì nó lăn nó ngủ chơi vậy đó, nó ngủ lần đầu ngủ giả chứ, xong chụp cái ấp bên này đó. Cái chị ngủ thiệt luôn. Nó còn tự giỡn chứ. Dạ không. Em phạt nó thiệt, thiệt luôn. Em phạt nó đó mà nhiều người ta cũng chửi em quá trời. Người ta nói sao mà mẹ gì mà hung hăng vậy. Mất hình ảnh, mất thần tượng rồi. Nói lùm la. Anh mẹ em đâu khe đâu, tại con mình. Dạ đúng rồi, em Thúy Nga đây ạ. À? Dạ. Dạ anh đi đâu ạ? À? Ồ dạ hai anh. Mình đâu có đứng khi rất la chi cho cực, chị thấy không? Mình ra ngồi dưới bóng cây chị thấy thích không? Cho nó mát. Vừa mát vừa có cái không gian riêng yên tĩnh của mình. Hát hò đồ rất tự. Nãy em đang hát nghêu ngao đâu có quay đâu. Quay rồi hát nữa đi. Thôi, đủ rồi, cái này có ông Mỹ không đứng không nghe thôi mà. Chạy tiêu rồi, chắc hát dở quá sao. Hay chứ, hay nghe chị mới dừng lại á. Vậy hả? Ừ. Dở là đi luôn rồi. Dở là đi luôn bộ. Đó, trời Thúy Nga đó rồi, sao nó hát ghê vậy. Ủa sao cái cô nó hay dữ vậy ta. Ôi, sao giấc này giờ nó đông nè chị. Chắc là nó kêu số rồi. Đâu nó kêu số nè quý vị ơi, trời giờ bắt đầu đông quá. Người ta đang đứng đông quá nè quý vị. Này rất là vắng nha quý vị. Này mấy bữa em tính đi đổi mà người ta cứ nói là hả bây giờ là mà họ mới mở cửa nên là người ta đi làm nhiều lắm nên em không dám đi. Hôm nay em đi đổi thì hên quá, mình lucky quá. Ra lại lúc đó mới có mấy người get like à. Nên em vô liền luôn, mừng dễ sợ. Hồi đó nó hình như nó đổi trên mạng mà. Sao giờ nó không cho hả ta? Dạ. Không, là nó có cho đổi trên mạng mà tại em muốn chụp hình mới. À, em muốn đổi hình. Cái hình kia của em nó ngày xưa rồi giờ nó lấy cái hình bây giờ nên em phải vô em chụp hình luôn, hoặc không mình online trên mạng nó gửi thẳng về nhà luôn. Thì Thúy Nga đợi cái chị đó chỉ đi á, rồi bây giờ rồi mình mới nhiều nha, mình hát tiếp. Nay mình đang hát cái đâu nghĩ đây có người Việt Nam đâu, cái mình hát cái người ta phát hiện cái mình ngại quá mình ngồi mất kiệt luôn. Giờ hát tiếp đi không quý vị, giờ nhắm lại rồi nghe nghe cái bài của mình. Trong lòng đỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến quá ngu ngơ, tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Cái lời rất là hay nha quý vị, thật sự cái bài này á đang hát là tại vì mình thấy lời của bài này mình hát, chứ còn mình biết mình hát thì tất nhiên mình không bằng ca sĩ, nhưng mà tại vì mình feel, mình cảm xúc được với cái bài hát này nên mình thu âm thôi. Bên này thu âm rồi mình đi quay trước cũng rất là tốn kém, nhưng mà mình cũng rất là mừng và vui là khi là mình làm được một cái bài hát mà mình thích. Mình đang rất ái mộ cái bài này của Hoài Lâm hát, và mình cũng cảm ơn là Nguyễn Minh Cường đã cho mình cái bài này và mình hát. Mình cảm thấy là mình thỏa mãn được cái sở thích của mình là được thể hiện cái bài này. Còn quý vị cảm thấy Thúy Nga hát như thế nào thì cứ bình luận rôm rã nha. Cái hơ này mình cũng bắt chước của Lâm luôn nè.
biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Từ mình ôm lấy nỗi thương riêng mình, từ mình ôm lấy tổn thương riêng. Lần đầu tiên cuộc đời ấy, mình tự quay, mình tự thu, xong mình tự thưởng thức cái sản phẩm của mình. Nói thiệt chứ quý vị, chứ nào giờ hả, những cái gì mà của Nga quay rồi á, Nga ít dám coi lại lắm. Có coi thì cũng coi lén lén lúc lúc mình. Hôm nay rảnh lắm nè, ở không ngồi nghe DMV trong lúc mà chờ đến cái lượt mình đi vô làm cái bằng lái mới thì là mình mới ngồi mình tự nghe cái sản phẩm của mình đó quý vị. Người ta chờ rất là đông ha. Bây giờ còn đến cái lượt của mình rồi nên mình đứng đây một chút xíu nữa là mình sẽ nhào vô mình làm cái bằng lái. Đợi mãi phờ phạc cả mặt ra. Bây giờ cũng được vô trong cái DMV quý vị ơi. Bây giờ là vô đây là thấy không quý vị thấy không? Người ta bị ngồi khoảng cách như vậy đó. Đứng cách khoảng, cách khoảng. Cách nhau 6 feet, 6 feet nha quý vị. 6 feet quen. Nãy giờ lo kính quá. Đi lo đóng tiền cái quên quay luôn quý vị. Đóng hết 37 đô la. Đợi cho mình Okay. Okay, now you're going to go to camera 2. Yeah. Camera 2. Yeah, okay. Thank you. Trước mặt Nga có một cái chỗ mà để cho những người họ đi vô thi, họ thi bằng lái đó quý vị. Thì họ thi cái bằng viết trước. Đó, quý vị thấy không? Đó, ngay cái chỗ cái phòng thi của mình đó. Phòng thi của mình viết trước là họ điền trên online. Điền trên online đó quý vị. Còn đây là chỗ chúng mình nha. Cách lại có mấy người. Chúc mừng là cười đẹp quá, cười không có đẹp. Ok. Thank you. Bye. Đi ra là đi ra cửa khác nha quý vị. Đi vô cửa khác, đi ra cửa khác. Sau thì em đã chụp hình thẻ xong rồi. Now serving G3, 0, chụp hình 7, thẻ cười á, mà cười gượng quá à. Nhưng mà cũng có cười là vui rồi quý vị ha. Thường á chụp hình chứng minh nhân dân là không có được cười đúng không? Ở đây chụp hình được cười thoải mái luôn. Giờ là xong rồi nha, tháng sau có cái drive license. Hôm nay á, Nga đi á, Nga cảm thấy mình rất là lucky. Lucky là sao? Thứ nhất là không phải get line nhiều nè. Rồi thứ hai là mình lại có một cái parking đậu xe. Tại bé hôm nói hả là không có chỗ đậu xe đâu, mà Nga vừa đến nơi á thì á, Nga lại có một cái chỗ đậu xe của một cái bạn Mỹ, bạn vừa ra. Một cái chỗ đậu xe mát ơi là mát, cái xe mình không bị nóng ha. Rồi vô một cái thì mình được apply, mình làm liền luôn. Rồi xong rồi mình chỉ đợi một tiếng mấy, thì trong cái thời gian đó đó mình tranh thủ mình chạy đi shopping nè, chợ, đi mua đi sắm. Xong mình hoành lại, mình đứng thêm nửa tiếng nữa là mình vô mình làm cái bằng lái xe là xong. Cả nhà ơi, nãy giờ Thúy Nga đã đi quay cái cảnh mà đi làm bằng lái xe ở Mỹ thì như thế nào rồi nha. Rất là nhanh lợi, rất là nhanh gọn và tiện lợi. Và chờ đợi thì mình không phải xếp hàng, mà người ta sẽ cho mình cái number đi đâu đó và đúng cái thời gian nhất định thì họ sẽ báo trong cái tin nhắn điện thoại và mình sẽ lại, và mình chỉ chờ thêm 30 phút nữa thôi, là có nghĩa là mình
sẽ có cái bằng lái mà mình không phải bị tụ tập và đông người xung quanh, và họ ngồi cách ly đeo khẩu trang rất an toàn nha cả nhà. Bây giờ cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube của Thúy Nga. Cả nhà nhớ theo dõi bài hát Qua Nở Không Màu nha, và nhớ bình luận rôm rã cho Thúy Nga nha. Bài hát Thúy Nga rất là yêu thích. Và một lần nữa xin tạm biệt cả nhà. Bye bye.